Nếu bạn đang chơi Epic 7 và có nhu cầu nạp game hay là mua bán tài khoản với giá tốt cùng độ uy tín cao thì có thể ghé qua wingame.vn. Link chi tiết có ở dưới phần mô tả nhé. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một video cập nhật nhẹ thôi. Nhưng mà cũng không kém phần hấp dẫn bởi vì tuần này chúng ta sẽ được gặp Midnight Galalias các bạn. Nhưng trước hết thì cái special side story chúng ta sẽ được chuyển qua tuần thứ hai. Và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thêm cái câu chuyện tranh đấu vương quyền giữa Lilias cùng với lại hai ông anh là Xavier với lại Deadman. Đồng thời các bạn, cái Bronze Mode á, sẽ được thêm cái hero mới đó là Kawazu Furious và Midnight Galalias các bạn, cũng như là thêm một cái tộc mới là City Lord. Rồi tiếp theo chúng ta có banner của Midnight Galalias các bạn, sát thủ hệ Earth. Và như vậy thì các bạn sẽ có thêm một câu trả lời đối với lại những cái team mà kháng crit nhiều, bởi vì chiêu thức của Lilias toàn là đòn đảm bảo crit thôi. Đồng thời Artifact Hostess of the Banquet cũng vào game luôn các bạn. Thì những cái này mình đã review qua trước rồi á, cho nên nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết các bạn có thể coi cái video trước ha. Banner của Lilias sẽ kéo dài 2 tuần các bạn, như mọi banner limited khác, từ ngày 21 tháng 9 cho đến ngày 5 tháng 10. Thì chúc các bạn có thể may mắn summon được hero này. Kèm với đó sẽ là một tuần của Mortalix và Artifact Ancient Dragon's Legacy các bạn, kéo dài từ 21 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Và đó cũng chính là toàn bộ nội dung bản cập nhật ngày hôm nay. Nói chung, cái điểm nhấn chủ yếu là banner của Lilias ra mắt thôi, và kèm một cái tuần tiếp theo của Special Side Story. Rồi, hy vọng là clip cung cấp đầy đủ thông tin. Còn bây giờ thì chắc mình xin kết thúc video này tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye!